hơn 11 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Đài CNN ngày 19 tháng 10 dẫn số liệu của các công ty theo dõi bầu cử Mỹ cho thấy hơn 11 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Bang California dẫn đầu cả nước với hơn 1,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu, tiếp theo là Georgia với hơn 1,1 triệu phiếu. Florida, Michigan và Virginia mỗi bang đều có hơn 900.000 cử tri bỏ phiếu. Cử tri bỏ phiếu sớm tại Bắc Carolina hôm 17 tháng 10 đáng chú ý. Số cử tri đi bỏ phiếu sớm đạt kỷ lục tại bang Bắc Carolina vào ngày bầu cử sớm đầu tiên, dù tiểu bang này vẫn đang hồi phục sau bão Helene. Hơn 353.000 cử tri Bắc Carolina đi bỏ phiếu hôm 17/10, tăng 1,3% so với kỷ lục trước đó là 348.559 cử tri vào năm 2020. Kỷ lục mới cho thấy cử tri rất hào hứng, tin tưởng quá trình bầu cử và cơn bão không ngăn quyền bầu cử của họ. Bầu cử Mỹ, kỷ lục số người bỏ phiếu sớm ở bang chiến địa giữa tranh cãi quy định. Tờ Taiwan Street Journal ngày 19 tháng 10 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế suất cao đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh dễ tiến vào Đài Loan. Tôi muốn nói rằng nếu quý vị tiến vào Đài Loan, tôi rất tiếc phải làm điều này. Tôi sẽ đánh thuế quý vị từ 150% đến 200%. Ông Trung cho biết về ý định của mình nếu đắc cử. Về khả năng Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự nếu Trung Quốc đại lục phong tỏa Đài Loan, ứng viên đảng Cộng Hòa nói điều đó sẽ không xảy ra vì Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tôn trọng ông.